Đúng rồi, mình quay gần rồi. Bây giờ mới tháng 6 nhưng đã căng túi rồi. Túi, ôi dồi, quả này mới lên nó phải 2 cân mấy. Ôi, đây là giống bưởi Tam Hồng có xuất xứ ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Giống bưởi này cho thu hoạch vào tháng 8 âm lịch. Đối với những vùng khí hậu nóng hơn ở tỉnh Phúc Kiến như là đảo Hải Nam hoặc là ở bên Lào hoặc ở Việt Nam có trồng và đã bắt đầu cho quả. Và khoảng 1-2 năm nay thì ở Việt Nam và bên Lào là cho quả sớm hơn, tức là cuối tháng 7 âm lịch đã chín như thế này. Thu hoạch trước khoảng 20 đến 30 ngày. Còn ở Phúc Kiến thì phải đợi đến cuối tháng 8 âm lịch thì nó sẽ chín như này. Đúng rồi. Quý vị bà con đang theo dõi video clip của Hà Bưởi Ngon trên cơ sở 2 tại sau nhà văn hóa xóm 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là một vườn trồng cây ăn quả quý hiếm, đồng thời cũng là sản xuất cung cấp cây giống bưởi quý hiếm ra thị trường cho bà con nông dân, bao gồm giống bưởi Tam Hồng, bưởi Diễn Xịn, bưởi Đường Chín Sớm, bưởi Ngọc Minh Khuê, và cung cấp vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, túi bao trái bưởi, máy xới đất, kéo cắt cành, vân vân. Hiện nay thì Hà Bưởi Ngon đang đánh cây giống cho khách hàng. Có anh thợ đang đánh cây. Đây là những cây bưởi choai. Cây choai là nó bằng cái típ 34 hoặc típ 40-42. Đây là những cây bưởi choai giống bưởi Tam Hồng. Giống bưởi Tam Hồng. Cây thì rất là đẹp. Đây bà con có thể nhìn thấy. Bầu đánh bầu cây thì rất là chuẩn. Thợ của Hà Bưởi Ngon đánh bầu cây rất là chuẩn. Có cần cưa cắt bỏ dễ cái đi cho nó, còn kéo dầm là nó kém đấy. Cầm cưa mà cho cưa vào cắt này, cây rất là đẹp luôn. Bà con ai mua giống bưởi và Hà Bưởi Ngon thì có thể liên hệ số điện thoại 0968129996, địa chỉ xóm 3 thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, hoặc cơ sở 1 là nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Đây này, cây rất là to đẹp. Đây là những quả bưởi Tam Hồng trái vụ này, bưởi Tam Hồng trái vụ. Thì Hà Bưởi Ngon năm nay đầy thử xem là ăn được không. Xem là nếu mà ăn được thì rất là tốt, mà còn không ăn được thì cũng coi như thử nghiệm. Còn chính vụ là bưởi Tam Hồng, nó ăn vào rằm tháng 7 và rằm tháng 8. Này, cây nó rất là khỏe. Đây là Hà Bưởi Ngon cho bà con xem bưởi Tam Hồng chính vụ thì khi chín là nó sẽ màu hồng này. Khi chín là vỏ nó sẽ màu hồng này. Và ở trong thì cùi nó màu hồng. Còn ruột nó màu đỏ, rất là đẹp, màu cực kỳ đỏ luôn. Đỏ đẹp. Mà nó rất là thơm, bây giờ vào nó mùi thơm lắm. Nhưng mà bây giờ những cây bói như này là sẽ không, quả là sẽ không ăn được nữa. Mà Hà Bưởi Ngon để thử đến Tết để cắt thờ Tết cho đẹp thôi. Còn thời gian chính vụ của nó là ăn từ rằm tháng 7 đến rằm tháng 8 âm lịch. Bây giờ gần rằm tháng 10 âm lịch rồi nhé. Quả nó rất là to đẹp và cây nó khỏe. Cây gốc thì nó bằng cái típ 60 thôi. Nhưng mà này, nó rất là khỏe này. Lá xanh mướt và cây giống đẹp này. Cây giống thì cực kỳ đẹp luôn. Cây giống choai nhá. Cây giống choai. Đây này, những cây này Hà Bưởi Ngon để ăn quả. Nó đẹp. Đây là khuôn viên của trang trại bưởi Hà Bưởi Ngon. Vừa cây ăn quả vừa cây giống.
mỗi một cây ăn quả là Hà Bảy Ngon cắm một cái cọc tiếp phi 48 lên lên trên từ dưới gốc lên trên, để sau này có quả là Hà Bảy Ngon sẽ kéo dây, kéo cành có quả lên để chống gãy cành và rụng quả. Đây như cái cây cây bưởi to này là Hà Bảy Ngon sau này để ghép cảnh này, ghép bưởi cảnh, tức là ghép nhiều giống bưởi và giống cam, thì Hà Bảy Ngon sẽ ghép vừa giống bưởi diễn, bưởi tam hồng, quả bồng và bưởi đỏ cùng với cam đỏ và cam vàng trên một cây này, rất nhiều giống trên cùng cây ở ngay trước sân này, để thiết kế thành một cây ngũ quả đẹp để làm cây cảnh ở vị trí này. Đấy, đã trồng cái cây này rồi, khoảng 2 năm nữa mà nó ra nhánh đẹp thì bắt đầu mới ghép theo ý thích. Cây này thì rất là đẹp, cây này là gần 40 năm rồi đấy. Cái gốc cây bưởi này gần 40 năm đánh chuyển lên đây. Ngoài những cây bưởi mà bằng típ 27, 30, 34, 42 thì Hà Bảy Ngon còn có những cây trồng biệt thự, nhà vườn đẹp, đó là những cây bằng cái gốc 48, 50 và 60 để trồng sân vườn biệt thự rất là đẹp. Kính chào quý vị và bà con. Hiện tại thì Hà Bảy Ngon đang cho xe ô tô đến bốc cây bưởi giống cho khách hàng. Đây là những cây bưởi giống, cây choai 2 năm tuổi, gốc to bằng cái típ 27 và 34. Đây là địa chỉ của Hà Bảy Ngon trên cơ sở 2, xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đây là một vườn ươm cây giống quý hiếm, cung cấp các vật tư nông nghiệp, túi bao trái.